Làng nghề truyền thống Việt Nam có lịch sử phát triển lâu đời trên 4.000 năm, trải dài khắp các vùng miền của đất nước, là nơi lưu giữ nhiều giá trị văn hóa, vật thể và phi vật thể đa dạng, mang tính cộng đồng cao. Nghề và làng nghề mang đậm bản sắc riêng của nền kinh tế, văn hóa lâu đời, giữ vai trò quan trọng trong quá trình phát triển đất nước, con người Việt Nam. Việc bảo tồn, phát triển nghề và làng nghề truyền thống có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong chuyển dịch cơ cấu kinh tế, phát triển kinh tế xã hội theo định hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa và giữ gìn, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc. Việt Nam được biết đến là cái nôi của làng nghề thủ công mỹ nghệ với trên 5.400 làng nghề và làng có nghề, thu hút trên khoảng 11 triệu lao động tham gia vào các làng nghề truyền thống như sơn mài, chạm trổ điêu khắc, gốm sứ, kim hoàn, đúc đồng, mây tre đan, thêu ren, dệt nhuộm. Tổng doanh thu từ các hoạt động ngành nghề nông thôn hiện nay đạt gần 240.000 tỷ đồng. Kim ngạch xuất khẩu năm 2019 đạt 2,35 tỷ đô la Mỹ. Trong đó một số mặt hàng có giá trị kim ngạch xuất khẩu lớn như sản phẩm gốm sứ đạt 539 triệu đô la Mỹ, sản phẩm mây tre cói thảm đạt 484 triệu đô la Mỹ, sản phẩm thêu dệt thủ công đạt 139 triệu đô la Mỹ. Hàng thủ công mỹ nghệ Việt Nam đã có mặt tại 163 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới. Trong đó có nhiều thị trường khó tính như Mỹ, Nhật Bản và châu Âu. Trải qua hàng nghìn năm lịch sử, đi cùng quá trình lịch sử của làng nghề, lớp lớp nghệ nhân Việt Nam với tình yêu đất nước và niềm đam mê nghệ thuật vô tận đã sáng tạo, gìn giữ, truyền nối hồn cốt của cha ông đến các thế hệ đời sau bằng các sản phẩm thủ công mỹ nghệ mang dấu ấn tinh hoa dân tộc. Những báu vật mang nặng giá trị văn hóa đặc sắc ấy đã xuyên qua thời gian trở thành những tín chỉ và chỉ dẫn địa lý cho một Việt Nam anh hùng, tay đàn, tay súng, tỏa sáng bình dị giữa năm châu. Việc vinh danh nghệ nhân nhân dân, nghệ nhân ưu tú trong lĩnh vực thủ công mỹ nghệ là phần thưởng cao quý, ghi nhận công lao và thể hiện sự tri ân dành cho các nghệ nhân đã có cống hiến không mệt mỏi trong việc gìn giữ và phát triển vốn quý thủ công mỹ nghệ nước nhà, nơi hội tụ những tinh hoa văn hóa cũng như khích lệ, động viên tinh thần những con người với bàn tay khối óc tài ba, ngày đêm tâm huyết gìn giữ, phát triển những tinh hoa bản sắc văn hóa dân tộc. Trong đợt vinh danh năm 2020 này, đã có 4 nghệ nhân được phong tặng nghệ nhân nhân dân, 1 nghệ nhân được truy tặng nghệ nhân nhân dân và 72 nghệ nhân được phong tặng nghệ nhân ưu tú. Những bộ sưu tập sản phẩm gốm sứ với nhiều phong cách khác nhau trong Giang Sơn gốm sứ của Minh Long I mới thấy hết tài năng và sự thăng hoa của người thợ gốm. Thành công này có được phần lớn là nhờ vào sự tìm tòi, sáng tạo, năng động và những nỗ lực không biết mệt mỏi của người chèo lái con thuyền gốm sứ Minh Long. Người đó là nghệ nhân nhân dân Lý Ngọc Minh, Tổng Giám đốc Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Minh Long I. Về những giá trị cốt lõi của Minh Long I, ông Lý Ngọc Minh cho rằng, điều tôi tâm huyết là tạo nên những sản phẩm gốm sứ vừa có kỹ thuật cao, vừa mang tính nghệ thuật, đủ sức cạnh tranh với những nền gốm sứ nổi tiếng thế giới như Nhật Bản, Trung Quốc, Pháp, Anh, Đức. Điều ông Minh trăn trở nhiều nhất là ngoài kỹ thuật cao ra, các sản phẩm gốm sứ của mình phải mang được chất tinh tú và phải toát lên được hồn Việt. Do vậy, cũng không ngạc nhiên khi ông chọn slogan cho các sản phẩm của mình là tinh hoa từ đất, tinh xảo từ người, hồn Việt trong mỗi nếp nhà. Đây cũng chính là nguồn cảm xúc bất tận trong ông. Đỉnh cao của nghệ thuật thì chúng tôi lấy hoa sen làm chủ đề. Ở trong cái đỉnh cao đó là tượng trưng cho cái văn hóa Việt Nam, là vừa là bình dị mà vừa cao quý là quốc hoa Việt Nam. Thời gian qua, Bộ Công Thương đã tổ chức triển khai nhiều hoạt động nội dung của chương trình Mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới. Trong đó có công tác quảng bá, phát triển bền vững sản phẩm làng nghề truyền thống song song với thực hiện chương trình sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu các cấp. Việc phát triển các làng nghề truyền thống tại các vùng nông thôn trên cả nước đã đạt được nhiều kết quả đáng khích lệ, góp phần khôi phục lại sản xuất những làng nghề đã bị mai một, phát triển mạnh những làng nghề đang còn tồn tại. Từ các hoạt động xúc tiến thương mại, quảng bá hiệu quả đã duy trì và tăng số hộ sản xuất, số lao động tại các làng nghề để đáp ứng sản lượng, sản phẩm phục vụ cho nhu cầu tiêu dùng và xuất khẩu.
nhiều nước trên thế giới rất ưa chuộng hàng thủ công mỹ nghệ Việt Nam vì những kiểu dáng độc đáo được làm bằng chất liệu từ thiên nhiên như đồ gốm sứ, hàng thổ cẩm, mây che đan, trau chuốt bằng bàn tay khéo léo của nghệ nhân. Thì cái kim ngạch của ngành thủ công mỹ nghệ thì khác rất nhiều với các nhóm ngành khác. Bởi vì là cái nguyên liệu là chúng ta sử dụng nguyên liệu trong nước, lao động trong nước. Nên toàn bộ những cái giá trị trữ lại của 2,3 tỷ gần như là 100% là trữ lại cho đất nước. Hiện nay, rất nhiều nghệ nhân có khát khao truyền nghề cho thế hệ trẻ nhằm lưu giữ, phát triển làng nghề. Để mở rộng ngành nghề, tạo việc làm cho người lao động, hiện nay các nghệ nhân có tay nghề cao thường xuyên phối hợp với địa phương, tổ chức các lớp đào tạo nghề, truyền nghề cho lao động nông thôn và nhân cấy nghề mới, mang lại thu nhập ổn định cho người dân địa phương. Đỉnh cao của nghệ thuật đúc đồng là đúc những cái hoa văn chìm nổi, tức là nó vẫn có nét chìm nét nổi ở trong trống đồng để truyền tải được cái đời sống và những cái đời sống tinh thần cũng như là đời sống của cái người Việt cổ mà những người nghệ nhân truyền tải lại. Thì cái khó nhất của người nghệ nhân bây giờ là khôi phục lại và làm lại theo cái phương pháp, làm sao mà có một cái sản phẩm nó đúng chuẩn theo cái sản phẩm của ông cha đã để lại hàng mấy ngàn năm. Nói đến nghề kim hoàn, bề dày phát triển và những người thợ tài ba, không thể không nhắc đến Huế, nơi vốn là kinh đô, đồng thời là nơi chế tác kim hoàn tinh xảo dưới thời nhà Nguyễn. Một trong những người con ưu tú của kim hoàn xứ Huế là nghệ nhân nhân dân Trần Duy Mong. Nghệ nhân Trần Duy Mong là người con của làng nghề kim hoàn Kế Môn, xã Điền Môn, huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế. Sinh ra và lớn lên trong một gia tộc có truyền thống và nghề kim hoàn, ông đã lĩnh hội được nghề của ông cha truyền lại và luôn tận tụy với nghề truyền thống, gắn bó với nghề kim hoàn từ năm 15 tuổi. Đến nay, dù đã bước qua cái tuổi lục tuần, nhưng niềm đam mê với nghề vẫn cháy bỏng trong con người ông. Nhờ sự thông minh, nhanh nhẹn, kiên trì, ông đã thành công và vào nghề sớm hơn những người bạn nghề cùng trang lứa. Đến nay, sau 50 năm theo nghề, dẫu đã có rất nhiều kinh nghiệm trong nghề, nhưng ông vẫn không ngừng trau dồi học hỏi để tạo nên những sản phẩm kim hoàn tinh tế. Tôi là cũng đã gìn giữ nghề nghiệp và dạy dỗ các học trò và thế hệ. Nghề kim hoàn cũng không muốn làm ra một tác phẩm và sản phẩm. Nhất là cái sáng tạo, kiên trì và để khi đó người làm ra được. Là vì nghề này rất là tỉ mỉ. Từ những vỏ chai, vỏ ốc tưởng như vô tri, nhưng những người thợ, những nghệ nhân khảm chai của Việt Nam đã sáng tác làm nên những tác phẩm đậm hồn văn hóa Việt. Để cho ra một bức khảm chai đẹp có rất nhiều công đoạn, nhưng có lẽ khó nhất là ở những chi tiết tạo hình chân dung, tà áo dài, những cánh hoa mỏng manh, bởi điều này đòi hỏi sự mềm mại, trữ tình. Phải có cái niềm đam mê, luôn luôn trao dồi và phát huy thì nó mới có cái tính sáng tạo và yêu nghề, và đặc biệt hơn cả là không bao giờ chán nghề. Đó là cái yếu tố quan trọng nhất của cái người nghệ nhân hay là một người thợ, đều phải phát huy, đều phải khai thác những cái tiềm năng tiềm ẩn của bản thân. Nghề thêu nhẹ nhàng song rất cần kỹ thuật và sự khéo léo tỉ mỉ cần cù sáng tạo của người thợ. Giá trị của tác phẩm thêu tay chính là chứa đựng tình cảm, tâm hồn, sự cảm thụ vẻ đẹp của người thợ. Theo kích cỡ và chi tiết của sản phẩm, người thợ có thể hoàn thiện trong vài ngày, vài tháng, thậm chí là vài năm. Vậy nhưng hiện nay, do thêu máy thịnh hành nên nghề thêu tay ở Việt Nam đang đứng trước nguy cơ mai một. Nhiều cơ sở đầu tư lớn nhập máy thêu hiện đại đáp ứng nhu cầu số đông khách hàng dễ tính. Dẫu vậy, vẫn không máy móc nào có thể thay thế được sản phẩm thủ công, bởi trong đó có sự sáng tạo của từng nghệ nhân. Những đường kim, mũi chỉ thêu tay luôn chắc chắn, tinh xảo và có hồn hơn thêu máy. Tin tưởng nghề vẫn có chỗ đứng tại thị trường kỹ tính, nên ông Nguyễn Quốc Sự, thôn Khoái Nội, xã Thắng Lợi, huyện Thường Tín, thành phố Hà Nội, đại diện cho nghề thêu, được phong tặng nghệ nhân nhân dân lần này, tiếp tục tìm cách truyền nghề cho con cháu. Ông luôn tâm huyết rằng, trước hết là tri ân tổ nghề đã dạy cho dân làng sinh kế ngoài làm ruộng, vì ruộng bề bề không bằng nghề trong tay, nên nghề này với nông dân cũng chính là nguồn thu nhập lúc nông nhàn. Thế
thấy cái nghề nó quý như thế, cụ để lại như thế và bản thân mình làm tốt, gia đình làm tốt như thế, thì tôi theo nghề, tôi tự lập lên một cái tổ thêu của gia đình. Thì trong đó có một số anh chị em trước kia cùng làm. Cho đến bây giờ thì anh chị em vẫn cứ theo nghề đến bây giờ cùng làm. Thế cho nên cái sự đam mê và cái sự sống được về nghề, thì cho nên đến gia đình nhà tôi bây giờ thì vẫn cứ tồn tại được. Trong thời đại hiện nay, giữa sự phát triển đỉnh cao của khoa học công nghệ, ngành hàng thủ công mỹ nghệ vẫn bền bỉ, mang lại giá trị không nhỏ cho đất nước, đồng thời là nhịp cầu đưa bạn bè năm châu tiếp cận giá trị văn hóa Việt Nam. Trong hành trình vẻ vang đó, ngành công thương Việt Nam tự hào đã luôn đồng hành cùng các nghệ nhân, góp phần bảo tồn, quảng bá, kết nối giao thương, đưa giá trị văn hóa và kinh tế của ngành hàng thủ công mỹ nghệ lên một tầm cao mới, dệt nên bức tranh muôn màu về nghề truyền thống, làng nghề truyền thống Việt Nam.